Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 230 cây cần câu lua và giá mình báo trên video là chưa bao gồm phí ship. Ship code toàn quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn. Và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên này. Mã số 1 đầu tiên ở đây mình có là một cây cần của BAM, cây này là hàng BAM Trasa, cây này là dài 7 feet tương là dài 2m1. Độ cứng rất là cứng hắc nha. Dài còn mấy ngang, lua mồi của nó từ 10 đến 35 gram, tại cá mắc 25 lb, 12 kg cá. Hàng BAM, logo hình cây cọ của Mỹ, cái này là sản xuất Nhật Bản. Bây giờ băng tay cầm của nó, tay cầm cán mút bần. Đây, tay cầm cán mút bần. Khoen của nó là khoen Fuji nha. Bát nó là bát bằng của Fuji. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối. Đây. Dài là 2m1, độ cứng H. Bô của nó là bô Fuji chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó mình đo được là ngọn 21, độ cứng H, ngọn 21, lua mồi từ 10 đến 35 gram. Hàng BAM, logo của hàng BAM của Nhật. Hàng BAM, logo hình cái cọ. Cái này nặng là 125 gram. Ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Cái này thì hàng về nó có túi vải. Mã này là mã số 1. Cái này có giá là 1.700.000 mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây cần của Majorat. Cái này là cây Majorat, dòng này là dòng Majorat Corkit, hàng nội địa. Dài là 6 feet 2 inch, cây này tương ứng dài 1m86, còn mấy ngang. Tay cầm của nó tay cầm cán mút bần. Cán mút bần. Bát của nó là bát giả gỗ khá là đẹp như thế này. Chất của nó chất carbon son X. Thông số thì cây này lua mùa của nó là từ 3/16 đến 1/2 LZ, tối đa là từ 5 cho đến là 14 gram, tại cá mắc 14 lb 7 kg. Ngoại hình tổng thể của cần này có sờn xước ở đây nha. Đó, sờn xước nhỏ nhỏ. Quen nó là quen Fuji, bu nó là bu Fuji chống xoắn. Ngọn nó mình đo được ngọn 1 ly 7, nặng là 110 gram, dài là 1m86, cân XML. Cái này hàng về có túi vải, mã này là mã số 2. Mã số 2 này có giá là 1.600.000. Tiếp theo mã số 3. Số 3 đây mình có là cây cần của Abu. Cái này là một cây cần máy ngang của Abu, dòng Abu X-Rockfield, dài là 6 feet 6 inch, cứng ML. Cái này tướng dài 1m98. Lua mắc của nó từ 2 cho đến 18 gram, tại cá mắc là 12 lb 6 kg. BE mắc 0.4 đến 1.2. Cái này thì thích hợp cho khách nào dòng em ML này thì lưu suối hoặc là lưu màu nhẹ được nha. Tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp. Chất của nó chất carbon son X. Cái này thì khoen cũng là khoen Fuji Agonite dòng micro khoen chất son X như thế này. Dòng micro khoen, ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Cần mấy ngang, bu này là bu Fuji chống xoắn. Cái này ngọn nó, cái này thì ngọn nhỏ nha các bạn, ngọn 1 ly 2, cứng ML. Dòng này lô suối là câu dọc bờ biển, câu cái nhỏ dọc bờ biển khá là ok. Hàng này là hàng Made in China, hàng này là hàng Trung xuất Nhật. Hàng của hãng Abu nha, hãng của Abu, cái này thì sản xuất liên doanh ở Trung Quốc. Mã này mã số 3. Nặng là 105 gram, có giá là 1.300.000. Mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Số 4 này mình có là một cây cần của Abu. Cái này là cây Abu, dòng này là dòng Abu Trusting Magic. Dài là 5 feet 1 inch, tương ứng là dài 1m53. Độ cứng của nó cứng là lưu mồi từ 2 cho đến 5 gram, tại cá mắc 6 lb 3 kg. Cái này là một cái cần máy ngang lưu suối hoặc là cho cách nào câu cá nhỏ câu cảm giác. Tay cầm của nó tay cầm cán mút bần. Cái này thì bát nó khá là đẹp như thế này, bát vặn của Fuji và bát nó rất là đẹp như thế này. Cái này thì khoen của nó là khoen Fuji. Đây, quen Fuji. Bô nó là bô Fuji chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 3. Cây này nặng là 70 gram, dài 1m53. Thế rồi chứ khách nào lưu suối hoặc lưu cá nhỏ. Ngoài hành thì cây này có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Đó. Có chấm trời nhỏ xíu ở đây. Ngọn 1 ly 3, nặng là 70 gram. Cây này có giá là 1.900.000. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 ở đây mình có là một cái cần gỗ Shimano. Cái này là cây Shimano, dòng này là dòng Batwon XT. XT Blade, dài là 6 feet 10 inch, cái này tương ứng dài 2m1, độ cứng H.
Cái này thì Lumo nó từ 14 cho đến 56 gram, tải cá mắt 25LB 12kg, BE mắt 5 chấm, sản xuất Indo. Cái này là dòng phôi sản xuất Indo, tay cầm của nó tay cầm cá mút shop. Bát của nó thì cái này là một cái bát xịn này, bát của nó là bát CI4 cộng. Bát khá là đẹp như thế này. Khuyên của nó là khuyên Fuji Agonai. Ngoại hình thì cái này còn rất là mới này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 95%. Bu nó là bu phu sẽ chống bu chống xoắn, đây là bu Fuji chống xoắn, bu đá xám chống xoắn. Ngoại hình thì cái này còn rất là đẹp, hàng về có túi vải đầy đủ. Cái này là hàng trưng bày nên còn khá là sáng cần. Mã này là mã số 5, nặng 125g, dài là 2m1, cứng H, giá là 1.500.000, 1.500.000, mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Số 6 đây mình có là với cần của Abu. Cái này là cây Abu Garcia, dòng này là dòng Hornet, dài là 6'6", cứng M. Cái này tương ứng là dài 1m98. Lua mắt của nó là từ 1/4 đến 3/4, giác tới đây là từ 7 cho đến 21g, tải cá mắt 16LB, 8kg. Cái này là một cây Abu hàng nội địa Nhật, cần mấy ngang. Tay cầm nó tay cầm cá mút bần. Bát của nó là bát phẳng của Fuji. Cái này thì khoen cũng là khoen Fuji. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng, có sườn xuất nhỏ nhỏ không đáng kể. Hàng của Abu Garcia này. Cái này thì khoen Fuji, bu nó là bu Fuji luôn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7, nặng là 130g. Cán bần nặng 130g, giá là 1.100.000, 1.100.000, 1.100.000. Mã này là mã số 6 nha. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 đây mình có là một cái cần của Yamaga. Cái này là một cây cần của Yamaga nội địa Nhật này. Này, Yamaga mấy da băng. Dòng này thì rất là nổi tiếng rồi. Nó giống với dòng mà cần này, dòng này thì nó sẽ tương đương với dòng Yamakasu. Dạ là 6'10", cứng MH. Cái này lưu mồ của nó là từ 10 cho đến 50g, BE mắc 1.2 cho đến 2.5. Độ cứng MH và 2m1 còn mấy ngang. Hàng xịn nha. Cái này tay cầm của nó tay cầm cái mút shop. Bát của nó là bát vặn của Fuji, cần mấy ngang, khoen là khoen Fuji. Đây khoen Fuji như thế này. Ngoại hình thì cái này rất là đẹp, sáng, mới. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Còn rất là sáng đẹp như thế này. Dòng dao găm Yamaga thì cái độ nảy và độ bền nó khá là tốt. Mã này là mã số 7, hàng về có túi vải, tem mát đầy đủ. Nặng là 120g, cái này giá là 3.500.000, 3.500.000, mã số 7. Tiếp theo mã số 8 ở đây mình có là cầm Shimano X-Rider. Cái này là cây Shimano X-Rider, dài là 6'6", cứng M, tương là dài 1m98. Lưu mồi của nó từ 7 cho đến 21g, tải cá mắt 16LB, 8kg. Hàng liên doanh, cái này được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó tay cầm cán mút shop. Đây, dưới này là cán mút shop này. Trên này là cán mút bần. Bát của nó là bằng vật liệu C4 cộng, bát siêu nhẹ. Khuyên cũng là khuyên full six. Chất của nó chất carbon xoắn 2 bao X. Này, carbon xoắn 2 bao X từ gốc đến ngọn. Dòng X Rider. Bu nó là bu full six trong xoắn. Cứng M, ngọn đó mình đo được là ngọn 1 ly 7. Nặng là 105g. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng cần này. Này. Ngọn 1 ly 7 nặng 105g. Hàng về thì cây này có túi vải nha. Có túi vải như thế này. Mã này là mã số 8. Cây này có giá là 2.200.000. Tiếp theo mã số 9. Số 9 đây mình có là một cái cần cũng Shimano X-Rider dòng đời cao. Cây này là dòng đời mới hơn. Tay cầm của nó là dòng tay cầm cao bóng chày như thế này. Cái này là cây Shimano X-Rider, dài là 7'2", độ cứng H. Tương ứng cái này là dài 2m16 nha. Lưu mắt của nó từ 14 đến 42g. Tải cá mắt 25LB 12kg, BE mắt 5 chấm. Hàng liên doanh, cái này được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm của nó tay cầm cá móng chày này. Cái này thì ngoại hình còn tương đối sáng cần, còn rất là đẹp. Bát của nó là bằng vật liệu C4 cộng, bát siêu nhẹ. Cái này thì phôi nó là phôi xoắn. Cái này thì phôi của nó là xoắn 2 bao X carbon monocue. Ngoại hình tổng thể như thế này. Khuyên nó là khuyên full six. Cái này thì bu nó là bu full six chống xoắn.
ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly. Cây này nặng là 115g. Hàng về thì có túi vải, và túi vải dòng đời cây này thì túi nó khá là đẹp như thế này nha. Mã này là mã số 9 nha. Cây này ngọn 2 ly nặng 115g, giá 3.400.000. Hàng rất là đẹp, mới tầm khoảng 90-95%. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây cần của Ligan. Cái này là cây cần Ligan của hàng nội địa Nhật đây. Cái này là một cây hàng handmade nội địa Nhật. Cái này là dài 6.9 inch, tướng là dài 2m97, độ cứng M, lua mắt từ 5-18g, tải cá mắt 16 lb, 8 kg, cần mấy ngang. Tay cầm của nó tay cầm cán mút shop. Bát của nó vẫn của Fuji. Cái này thì bát khá là đẹp nha. Khoen của nó là khoen Fuji Agonai. Cái này thì phôi nó phôi khá giống với cửa dòng Zekon, phôi khá là đẹp này. Cái này thì bô nó là bô phôi xích chống xoắn, ngọn nó mình đo được ngọn 1 ly 6, nặng là 105g, đồ mới cái này mới tầm khoảng 90-95%, hàng về có túi vải đầy đủ, còn rất là đẹp, sáng cần. Nặng 105g, mã này là mã số 10, cái này có giá là 2.800.000, hàng về có túi vải như thế này. Tiếp theo mã số 11. 11 đây mình có là một cái cần của Shimano, cái này là Shimano Bantam. Cái này là một cái cần của Shimano, dòng là dòng Shimano Bantam. Cái này là dài 7 feet, tướng 2m1, cứng M, lua mắt của nó từ 7-21g, tải cá mắt 16 lb, 8 kg. Dòng này là dòng sản xuất Indo, phôi Indo. Cái này thì phôi rất là phôi xoắn Spero X và xoắn 2 bao X. Cái phôi khá là đẹp như thế này nha. Đó, phôi này ở trong nó sẽ có hơi ánh nhũ nhũ, nên là nhìn khi ra nắng nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Ra nắng thì phôi nó sẽ sáng hơn. Tay cầm nó tay cầm cán mút bần. Cái này thì bát của nó là một vật liệu C4+, bát siêu nhẹ. Khoen của nó là khoen Fuji. Dòng này là dòng khoen titanium, lõ xích khoe chân khoen là titanium như này. Titanium. Bô nó là bô Fuji chống xoắn. Cái này cứng M, dài 2m1, ngọn nó mình đo được là 1.85 ly. Nặng là 125 g, dài 2m1. Ngoại hình thì cái này còn khá là sáng cần. Có sờn xước nhỏ nhỏ này, đó. Hàng của Shimano Bantam. Mã này mã số 11, cái này có giá là 4.000.000, nặng 125g, giá 4.000.000, mã số 11. Tiếp theo mã số 12, 12 đây mình có là một cái cần của Abu. Cái này là cây Abu Gasa dòng Hydrofil, cây cần mini 4 khúc. Cái này là một cây cần mới cho sử dụng, hàng về thì có hộp túi, tem nắp đầy đủ hết nha. Thông số của cần này. Cái này là một cái cần 4 khúc, dài là 2m1, độ cứng M, lua mắt từ 3.5-4g, tải cá mắt 20 lb, 10 kg, BE mắt 0.8-1.5. Cây này là một cây liên doanh, dòng này thì được sản xuất ở Trung Quốc, in China nha. Tay cầm nó tay cầm cán mút shop. Bát của nó vẫn của Fuji. Khoen của nó là khoen Fuji Agonai, chất này chất carbon xoắn ít. Hàng rất là mới, tem mát đầy đủ. Bô nó là bô Fuji chống xoắn. Ngọn đó mình đo được là ngọn 1.85 ly. Cái này nặng 130g, cứng M. Cái này thích hợp cho khách nào lưu lóc nha. Mã này là mã số 11. Hàng về có túi đầy đủ. Mã số 11 này giá là 2.000.000. Tiếp theo mã số 12. 12 đây mình có là một cái cần của Daiwa, dòng Daiwa Blazon. Daiwa Blazon dài là, cái này thì dài là 6 feet 10 inch, độ cứng L, tướng là dài 2m1, cứng L, lua mắt của nó từ 1/16-1/4 oz. Cái này thì rất là dẻo này. Lua mồ là từ 1.5g-7g, cứng L. Cái này thích hợp cho khách nào lua suối, câu tôm, hoặc là câu cá nhỏ, hoặc là câu bờ biển, câu cá nhỏ bờ biển. Tay cầm nó tay cầm cá mút shop như thế này. Trên này là cá mút bần. Bát của nó là bát vặn của Fuji. Cái này là một cái cần máy đứng nha các bạn, cần máy đứng. Khoen của nó là khoen Fuji Agonai, chất của nó chất carbon xoắn ít. Đây, chất carbon xoắn ít, cái này thì còn sáng cần, đẹp nha. Khoen đề ba đầu tiên. Bô nó là bô phu xích chống xoắn. Cái này thì ngọn nhỏ, ngọn của nó mình đo được là ngọn 1 ly 4.
một ly tư, thích hợp cho khách nào lua suối này, câu tráp này, hoặc là cho khách nào câu bờ biển, câu cảm giác. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc, hàng của Daiwa. Máy này mã số 13, nặng là 95g, giá 1,4 triệu. Hàng về có túi vải như thế này. Tiếp theo mã số 16. Mã số 14. 14 đây mình có là một cái cần của Majorap. Cái này là gì? Majorap dòng Rotet. Cái này là một cây boxy bass. Xe bass là một cây cần tàu nha. Cần tàu hoặc cho khách nào câu chẻm. Dài là 6,6 inch, chẻm lắm. Dài là 6,6 inch, có cái M, tướng dài 1m98, lua mắc từ 10 đến 35g, tải cá mắc 10 đến 20 lb, BE mắc 0.8 đến 2.0. Cái này là cây Majorap cần mới đứng. Tay cầm của nó tay cầm cao mút sót. Bát của nó phẳng có Fuji. Cái này thì chất của nó chất carbon xoắn ít. Khuyên của nó là khuyên Fuji Akunai. Khuyên Fuji Akunai chất carbon xoắn ít. Ngoại hình thì cái này còn khá là sáng này. Cái này còn khá là mới cần. Bu nó là bu Akunai chống xoắn. Bu nó là bu chống xoắn. Ngọn đó mình đo được là ngọn 1, ngọn 23. Cái này nha. Cái này có cái mờ nhưng mà ngọn cứng. Dòng này là dòng bot, dành cho khách nào câu thuyền, câu tàu. Ngọn cứng nha. Có cái mờ. Cái này thì hàng về có túi vải đầy đủ, nặng là 103g, giá là 1,4 triệu. Hàng về có túi vải màu xanh rêu như thế này. Liên doanh, cái này là hàng liên doanh được sản xuất ở Việt Nam. Tiếp theo mã số 15. 15 đây mình có là một cái cần của Abu. Cái này là cây cần máy đứng, dòng Abu Hornet Stinger, dài là 6,7 inch, độ cứng là UL. Tương ứng là cây này dòng UL, dài là 6,7 inch. Cây này tương ứng là dài 1m91, lua mắc từ 1/64 đến 1/4 z, 1/6 là 1,5. Cây này 1/64 này, cây này rất là nhỏ, lua từ 0 mấy gam thì lua được mùa rùi luôn các bạn. Mình 7g nha. Tải cá mắc là từ 2 đến 6 lb. Cái này tải được 3kg. Ngọn nó rất là dẻo mảnh. Dòng này thì câu tráp này hoặc là lưu suối nó là ok. Tay cầm nó tay cầm cá mút xốp. Trên này là cá mút bần, ở dưới này là cá mút xốp. Hàng của logo của Abu. Dưới này là cá mút bần. Chất của nó chất carbon xoắn ít. Cái này thì khuyên nó là khuyên phu xích. Khuyên phu xích như thế này. Chất carbon xoắn ít. Cái này thì được sản xuất ở Hàn Quốc, dòng quê phu xích như thế này. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Ngọn nó là mình đo được là ngọn 1 ly, ngọn 1 ly ngang với cây cần Ikeda của Trap. Ngọn rất là mảnh, ngọn 1 ly, nặng là 85g. Cái này giá là 1,500,000. Cái này câu Trap này, câu tôm, câu dừa hói hoặc lưu suối. Ngọn rất là mảnh nha, hoặc là câu cá nhỏ dọc bờ biển cũng rất là ok. Mã số 15 giá là 1,500,000. Tiếp theo mã số 16. 16 đây mình có là một cái cần của Abu, dòng là dòng Abu Ocean Feel, dài là 6,6 inch, cứng M. Cái này tương ứng dài 1m98, lua mắc của nó từ 7 đến 35g, tải cá mắc 20 lb, 10kg, BE mắc 0.8 đến 2.0, cần máy đứng. Tay cầm của nó tay cầm cá mút sóc. Cái này thì bắt là vẫn của Fuji, khuyên cũng là khuyên Fuji Akunai chất carbon xoắn ít. Hàng này, cái này còn khá là sáng cần. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Hàng về thì cây này nó có dây quấn cần luôn nha. Bu nó là bu chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1,5 ly. Cái này ngọn 1,5 ly nhưng mà tải rất là tốt. Tải mồi từ 7 cho đến 35g. Dòng Abu thì tải cảm giác rất là tốt nha. Tải được mùi nặng nhưng mà nó vẫn có độ nảy và có độ cảm giác ở đầu ngọn. Nặng là 120g, cái này giá là 1,700,000. Mà số 16. Tiếp theo mà số 17. 17 đây mình có là cái cần của, cái này là cây cần của Taiwat. Cái này là một cây Taiwat, dài là 6,7 inch, cứng như ML, tướng là dài 1m9. Mình nhầm, cái này là dài 2m nha các bạn. Dài là 2m. Độ cứng ML, lưu mắc từ 1/16 đến 3/8 mô Z. Cái này thì lưu được mồi từ 3g,
từ 1.5 gram, lua được màu từ 1.5 gram cho đến là 3/8, 3/8 là 10 gram, 1.5 cho đến 10 gram, tại cái mắt 8LB 14 kg, hàng của tay quát, cần máy đứng, tay cầm cái mút sót này dính bẩn nha. Bánh này là bánh vặn của Fuji, khoen cũng là khoen Fuji, ngoại hình tổng thể như thế này, có sờn xước nhỏ nhỏ, cái đường bên trong là cái đường vân phô carbon nha. Khoen này ba đầu tiên, bu nó là bu phu sắc chống xoắn, ngọn nó mình đo được là ngọn 1.65 ly, cái này nặng là 100 gram, mã này là mã số 17, cái này có giá là 1.600.000, mã số 17, 1.600.000. Này, chỗ này nó hơi xấu, chỗ này xíu này, shop nó như này, 1.600.000, mã số 17. Tiếp theo mã số 18, 18 đây mình có là cái cần của Dialuna, Dialuna BS, dài là 6 feet 10 inch, cứng M, tướng dài 2m1, lua mắt từ 7 cho đến 30 gram, tải cá mắt 12LB 6 kg, PE mắt 0.8 đến 2.0, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc, tay cầm nó tay cầm các mút shop. Bánh này là bát bát của Fuji, bát làm bằng vật liệu C 4 cộng, bát siêu nhẹ, khoen cũng là khoen Fuji, cần máy đứng, chất carbon của nó là chất carbon xoắn, xoắn 2 bao x và xoắn spiral x Fuji. Độ mới cái này mới tầm khoảng 90%, còn ngọn rất là sáng đẹp, bu nó là bu Fuji chống xoắn, ngọn nó mình đo được là 1.65, nặng 100 gram, hàng liên doanh, cái này là sản xuất ở Trung Quốc. Mã số 18 này giá là 3.4 triệu, 3.400.000, mã số 18. Tiếp theo mã số 19 đây mình có là một cái cần của Megabat, cái này là cây Megabat, dòng này là dòng Optibus, dài là 7 feet 6 inch, tướng dài 2m28, độ cứng XH, lua mắt 120 gram, PE mắt 5 chấm, cần mới đứng, tay cầm nó tay cầm cán mút shop như thế này, bát còn lớp vặn của Fuji, khoen nó khoen Fuji Konai, ngoại hình tổng thể thì cái này còn khá là sáng cân này, màu của nó là màu sơn của nó là sơn đỏ nhung, khá là đẹp nha. Khoen này ba đầu tiên nó là dòng khoen nòng súng chống xoắn, bu nó là bu phu sẽ chống xoắn, cái này ngọn nó mình đo được ngọn 2 ly 3, ngọn cứng, độ cứng XH, dài là 2m28, cần thì còn rất là sáng đẹp. Mã này mã số 19, giá là 2 triệu, nặng 180 gram, mã số 19 giá 2 triệu. Tiếp theo mã số 20 đây mình có là một cái cần của Daiwa Latel, cái này là cái Daiwa Latel, dài là 9 feet 6 inch, cứng M, tương ứng cái này là dài 2m88, lua mắt của nó từ 10 đến 50 gram, tải cá mắt 20LB 10 kg, hàng liên doanh được sản xuất ở Việt Nam, PE mắt của nó là 0.8 đến 2.0, tay cầm nó tay cầm cá mút shop, bát của nó là vặn của Fuji, chỗ này bát in bẩn này, lau sạch nha, bát của nó là vặn của Fuji, cái này thì khoen quá là khoen Fuji, dòng đây qua Latel này thì cần rất là nhẹ nha. Khoen này ba đầu tiên này, bu nó là bu phu sẽ chống xoắn, cái này thì ngọn nó mình đo được là 2.15 ly, cứng M, dài 2m88, theo qua la theo, ngoại hình thì cái này có sờn xước nhỏ nhỏ này, chỗ này còn đoạn dưới thì khá là đẹp nha. Đó, cái này thì rất là nhẹ, dài 2m88 nhưng mà nặng chỉ có 155 gram thôi, giá là 2 triệu, mã số 20. Mã số 21 đây mình có là một cái cần của Mayorap, dòng Skyrock, dài là 9 feet 6 inch, lua mắt của nó từ 30 cho đến 50 gram này, 40 cộng trừ 10 gram này, 30 đến 50 gram, tải cá mắt là một PE mắt là 1 chấm cho đến 2.5, tải cá mắt là 20LB 10 kg, tay cầm nó tay cầm cá mút shop, bát của nó vặn của Fuji, khoen của nó là khoen Fuji, chất của nó chất carbon xoắn vòng, hai da có nội gân nha. Hàng này thì phôi xoắn vòng này, khoen Fuji, khoen này ba đầu tiên, bu nó là bu Fuji chống xoắn, cái này là dài 2m88, ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7, ngọn 1 ly 7, nặng là 215 gram,
Ngọn 1 ly 7 nặng 215 gram, cây này có giá là 1.800.000. Mã này là mã số 21. Cây này còn khá là sáng cơ. Mã số 21. Tiếp theo mã số 22. 22 đây mình có là một cái cần của Majorap. Cây này là dòng X-Ride. X-Rider. Đây. Rock Ride, chất của nó chất carbon xoắn X full khá là đẹp. Xoắn khá là nhiều lớp này. Dài là 9,6 inch cứng M. Cây này là một cây Majorap hàng nội địa Nhật. Tương ứng là dài 2,88 cứng M, lua mắt từ 15-42 gram, tải cá mắt là 20 lb 10 kg, BE mắt 0.8-2.5. Tay cầm nó tay cầm cá mút shop nha. Bát còn là lót vặn của Fuji. Cái này thì khoen cũng là khoen Fuji, dòng khoen là khoen titanium. Chân khoen là chân titanium. Cái này phô rất là đẹp. Ngoại hình tổng thể thì cây này cũng còn khá là sáng, nói chung là không có trầy xước gì mấy hết. Bu nó là bu phu xích chống xoắn, khoen đề ba đầu tiên. Ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly, cây này cũng rất là nhẹ, nặng chỉ có 160 gram. Cây này giá là 2.900.000, mã số là 22. Tiếp theo mã số 23. 23 đây mình có là một cái cần của Secom. Cái này mình cây lâu nó hơi bụi. Cái này là một cây cần của Zekon, logo hình con chó rừng của nhầm. Cái này là một cây cần của Abu các bạn, cái này là cây Abu nha. Abu này là dòng Softy Stack KRX. Thông số của cần này. Dòng này thì thông số nó sẽ ghi ở dưới cái gốc. Nó ghi thẳng ở dưới gốc luôn. Lua mắt của nó từ hai, cái này là dài, cái này là dài 9,6 inch cứng MH, tướng 2,88 độ cứng MH. Lua mắt của nó là từ 20-90 gram, BE mắt 1.5-4 chấm, tải cá mắt 60 lb, cái này tải 30 kg, rất là khỏe nha. Tay cầm nó tay cầm cá mút shop, bát của nó như này, này bát khá là đẹp. Bát vàng của Fuji, khoen cũng là khoen Fuji. Cái này thì thông số cần là gì ghi dưới gốc, còn trên này thì nó không có trống, nó không có ghi thông số gì hết. Cái này là hàng liên doanh này, sản xuất ở Trung Quốc, và dòng này là cũng thuộc dòng ngon của Abu. Trên này có vết trầy tróc sơn keo, nó keo mà rất là cứng nha, không ảnh hưởng gì khoen hết. Khoen này ba đầu tiên. Bu nó là bu Fuji chống xoắn phô này. Ôi xoắn rất là đẹp. Cái này thì ngọn nó mình đo được ngọn 2 ly 2. Cái này nặng là 220 gram. Ngọn 2 ly 2 nặng 220 gram. Mã này là mã số 23, giá là 2.600.000. Dòng KRX. KRX cũng là dòng ngon của Abu. Tiếp theo mã số 24. 24 đây mình có là một cái cần của Shimano Incounter. Cái này là dài, dài là 10 feet, tương dài 3m2 khúc, cứng MH, dít mắt 60 gram, lua từ 10-52 gram, BE mắt 1.2-2.5, hàng liên doanh, sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì tay cầm của nó là tay cầm cá mút shop, chất của nó chất carbon xoắn 23x từ gốc bánh ngọn. Bát của nó là bằng vật liệu C4 cộng. Bát khá là sáng này, này chủ yếu dính bẩn lâu ra nha. Bát làm bằng vật liệu C4 cộng, bát siêu nhẹ, khoen cũng là khoen Fuji. Ngoại hình tổng thể của cân này, cái này có sơn xước nhỏ nhỏ như này. Dài là 3m2 khúc, cứng MH. Khoen này ba đầu tiên. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1.85 ly, nặng là 180 gram. Cái này có giá là 2.300.000. Mã này là mã số 24, 2.3. Tiếp theo mã số 25. 25 đây mình có là một cái cần của Shimano Cognip. Cái này là cây Shimano Cognip, dài là 10 feet, tương 3m2 khúc, cứng H. Lua mắt là từ 80 gram, dít mắt 100 gram, BE mắt 4 chấm.
hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì tay cầm của nó, tay cầm cái muối sắc. Bát là bằng vật liệu, bát của nó là bát phẳng của Fuji, khuyên của nó là khuyên Fuji. Cái này thì chất của nó là chất carbon xoắn barrel và xoắn 2 bao ít. Ngoại hình tổng thể này. Cái này thì có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Khuyên này ba đầu tiên. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Chỗ này là dính bẩn. Dài là 2m88, nặng ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly 2, nặng là 270g. Cái này thích hợp cho khách nào lu gòn, lu rạn, lu bạo lực. Giá là 2.700.000 mà số 25. Tiếp theo mã số 26. 26 đây mình có là cái cần cổ. Cái này là cây Gamakatsu dòng Cheta. Đây. Logo hình con báo đốm đây. Versace Cheta. Dài là 9 feet cứng M, cái này tương ứng dài 2m7 cứng M. Đây. Gamakatsu made in Japan. Thông số này. Lua mắt của nó từ 7 giờ đến 32 gram, tải cám BM, tải cám mắt là 12 lb 6 kg, BMX 0.8 đến 1.5. Cái này thì còn rất là đẹp, sáng cần. Tay cầm nó, tay cầm cá mút sóc. Bát của nó là phẳng của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Dòng Gamakatsu thì rất là nổi tiếng rồi, không cần quảng cáo gì nhiều hết. Khuyên đề ba đầu tiên của nó như thế này. Đây là dính bẩn nha. Đó. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Ngọn đó mình đo được là ngọn 2 ly 2. Cái này mình ghi nhầm nha các bạn. Cái này Gamakatsu không có ngọn 22. Có cái M. Ngọn 1 ly rưỡi nha, mình báo nhầm nha. Gamakatsu thì ngọn nó rất là nhỏ, rất là nhỏ nhưng mà độ nảy nó rất là tốt. Ngọn 1 ly rưỡi nha. Mình ghi nhầm cần rồi. Ngọn của nó là 1 ly rưỡi, nặng là 145g. Cái này giá là 3.200.000, mã số 26. Tiếp theo mã số 27. 27 đây mình có là một cái cần cổ Dia Luna. Cái này Dia Luna dài là 9.6 inch, cứng ML, tướng dài 2m88, lua mắt của nó từ 6 cho đến 32g, BMX 0.6 đến 1.5, tải cá mắt là 16 lb 8 kg. Cái này thì tay cầm nó, tay cầm cá mút xốp. Đây, cá mút xốp như thế này. Bát là bằng vật liệu C4 cộng, bát siêu nhẹ. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Chất của nó là chất carbon xoắn xoắn Spiro X và xoắn 2 bao X. Ngoại hình thì cây này còn rất là sáng mới, còn rất là đẹp như thế này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 90-100%. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là 1.65 ly. Và cái này rất là nhẹ nha, nặng chỉ có 135g thôi. Có giá là 2.500.000. Mã số là 27. Tiếp theo mã số 28. 28 cho mình có là cái cần cổ Daiwa. Cái này là cây Daiwa Labarat. Hàng về thì có hộp như thế này. Cái này thì có hộp chứ không có túi. Cái này là cây Daiwa Labarat. Dài là 9 feet, tương ứng là dài 2m7, cứng ML. Lua mắt của nó từ 7 đến 35g, tải cá mắt 16 lb 8 kg, BMX 0.6 đến 1.5, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó, tay cầm cán mút xốp. Cái này thì khuyên của nó là dòng khuyên AGS, khuyên xịn nha. Đây, khuyên AGS. Cái này thì phôi nó là phôi dòng xoắn X45 là xoắn 3 lớp, vật liệu HPF là vật liệu carbon nhẹ nha, siêu nhẹ. Và nó là nano plus là carbon xoắn siêu nhỏ, siêu nhẹ, xoắn 3 lớp. Là dòng này thì cần nó rất là nhẹ. Dài là 2m7 nhưng mà cây này nặng chỉ có 115g, khuyên nhẹ, cần rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể thì cây này còn khá là sáng cần như thế này. Carbon xoắn 3 lớp. Đây. X45 là carbon xoắn X, xoắn 3 lớp nha. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn
1,5 ly và 2,7 m cứng như ML. Hàng thì còn rất là mới, đẹp, sáng. Hàng về có túi vải. À, mình nhầm, không có túi vải, chỉ có hộp thôi. Hàng về có hộp, khoan xịt. Mã này là mã số 28. Mã số 28 này có giá là 4.600.000, 4.600.000, mã 28. Tiếp theo mã số 29. 29 này mình có là dây cần của Shimano Cotnip. Shimano Cotnip BB. Cái này là dài 10 feet 6 inch, tướng dài là 2 m, dài là 3 m 18, gần 3 m 2, độ cứng MH, dít mắc 80 g, lua mắc 65 g, BE mắc 3 chấm, hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì tay cầm của nó tay cầm cá mút sót, bát của nó là phẳng của Fuji, khoen nó là khoen Fuji Yokonai, phôi nó là phôi xoắn Spero, phôi xoắn 2 bao x, mình nhầm, cái này là chỉ có xoắn 2 bao x thôi nha. Phôi xoắn 2 bao x, khuyên này ba đầu tiên này, bu nó là bu phu xích chống xoắn. Con này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly 2, ngoại hình thì còn khá là sáng. Đây, ngọn 2 ly 2, nặng là 300 g. Con này là mã số 29, có giá là 2 triệu. Mã số 29 giá là 2 triệu. Mã số 29 giá 2 triệu, nặng 300 g. Và cuối cùng mã số 30 đây mình có là một cái cần của, cái này là một cái cần của Jackson, dòng này là dòng Ocean Gate của Jackson, dài là 10 feet, tướng dài 3 m 2 khúc, cứng cái MH, dài băng nha. Cái này thì BE mắc 1 chấm đến 3 chấm 5, tải cá mắc, lua mắc của nó từ 20 đến 80 g. Cái này tải cá mắc là 20 lb 10 kg. Tay cầm nó tay cầm cá mút sót, khoen nó khoen Fuji Agonai, bát của nó là bát vặn của Fuji. Ngoại hình tổng thể này, cái này thì có sơn xước nhỏ nhỏ như thế này. Đây, cái này là dính bụi nha. Đó, khuyên này ba đầu tiên này. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 2.35 ly, ngọn 2.35 ly, ngoại hình tổng thể như thế này, nặng là 265 g. Cái này giá là 2 triệu, mã số 30 cuối cùng. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả 30 cây cần câu lua. Lấy cây nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.